Vâng, cả đó xin mến chào đến bác nhé. Thì đầu video thì cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác, cũng như là cảm ơn tình cảm của khách hàng cũng như anh em thợ thuyền âm thanh trên mọi miền Tổ quốc luôn ủng hộ em. Thì như biết thì mấy hôm nay em quay liên tục các lô mic, thì cứ quay lô nào là hết lô đấy. Thì chính vì được chính vì nó hết thế là nó phải là sự tín nhiệm của khách hàng cũng như của để anh em thợ có lấy, thì cũng là cái quý mến của em. Thì không biết nói gì hơn, cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các bác. Và thay vào đó thì em cũng sẽ cố gắng những sản phẩm mà em nhập về là sản phẩm chất lượng đẹp, giá thành hợp lý, bao giá tốt nhất để thị trường Việt Nam luôn. Và trước mắt các bác đây thì như buổi chiều hôm qua em lên lô, cái lô MM màu tây màu xám. Đây, tây màu xám đây này. Hết rồi các bạn. Cái bộ mà em đi gửi, tây màu xám và TLZA này, hết hàng rồi. Đấy, lên cái này hết các bạn. Thì ở đây là em Bình Minh này. Là còn những cái tay màu vàng em chưa quay, thì hôm nay em lên cho bác hai cái combo, số lượng không nhiều. Một combo màu xanh cho những bác nào ghép bộ dàn thích màu xanh đẹp đẽ, mùa dòng micro cao cấp thử của Đức nhá, Goda, có nhìn chưa, đẹp lắm các bác ơi. Cái này thì có 6 bộ thôi, không nhiều. Và cái này thì là nó dùng bayer vỉ xanh nhá, bayer vỉ xanh này em sẽ review kỹ cho anh em. Còn bên cạnh đây thì nó vẫn là dòng M9, nhưng nó sử dụng driver của nó, cái tay nó giống như mic của NR, tay nó màu sắc cầu vồng kiểu đấy. Đẹp nhá, hàng em bán có nhá. Lưu ý em nói các bác này, hàng em Hiếu Minh bán này, thứ nhất không phải cọc cạch gì cả, trừ khi bác lấy số lượng nhiều thôi. Còn lấy một bộ không phải cọc cạch gì cả, hàng ra tận nơi có để có chiêm ngưỡng độ đẹp nhé, em đang review đây. Những bộ mi của đôi em bán giá tốt rồi, nhưng tay hàng nó đẹp lắm các bạn, đẹp xuất sắc luôn đó nhá. Trong cam của em mờ nhỉ, bác đợi em tí nhé, em zoom nhá. Đấy, bác nhìn tay chưa, đẹp long lanh nhá. Ấn nút này thanh tách này, củ nhá, sử dụng củ nó tất cả củ là côn lụa hết nhá. Đối dòng trước mắt các bác đây, dòng bỉ tím nó sử dụng đời 4 hộp sóng, bắt sóng rất là xa. Dòng mic này anh em đi sự kiện thoải mái nhá bác nhá, tất cả nhà em nguyên lẫy hết, không có lẫy gãy đâu, có nhá, nguyên lẫy hết nhá. Ok chưa, hàng bao zin bao xịn, bảo hành 6 tháng. Đấy, có lưu cho em. Thì bộ này nó còn có 15-17 bộ rồi đấy. 15-17 bộ, em chưa trồng hết đây đâu. Nói chung là gần 20 bộ. Cái này gần 20 bộ thôi, không nhiều. Còn cái này thì có 6 bộ thôi. Cái này tất cả đi cùng màu xanh hết. Cái củ nó cũng màu hơi xanh xanh này. Nghe xanh kiểu xanh xanh màu hơi, nghĩa là màu vàng xanh, màu xanh vàng chanh ấy. Đấy, đấy xanh kiểu đấy. Đấy, tất cả côn lụa hết nhá. Bay ơi, đè đồng bay ơi bị xanh này. Bài bị tím này, thì dòng này nó có đi kèm cả tai, dòng này thì tháo tủ máy ra nó bò người ta lém hết cái tai của mình rồi này. Nha, thì nó vuông vắn thế này. Còn đâu ngày mai giờ hẹn trong cái bác ngày mai thì em bắt đầu quay đến cái dòng tay vàng đây. Còn không nhiều, 150 bộ thì quay đây chắc còn khoảng 1, 2, 3, 4, 50 bộ ở đấy thôi, không còn nhiều đâu, có nhá, hết hàng rồi. Đấy, để thông báo các bác trên kênh nhá, cứ về lấy lô nào là hết lô đấy, rất tuyệt vời luôn, thực sự luôn là. Phải các bác quý em mới được như thế. Và cái thứ hai là đáp ngược lại cái tình cảm đó thì em sẽ bán giá tốt cho anh em. Thì những đôi bộ vỉ xanh này thì trên trường đang bán khoảng 1,8-1,9 triệu gì đó. Cái chỗ bán rẻ có chỗ còn hơn 2 triệu cơ. Đang nói em đang nói cái những dòng micro tên tuổi nhá. Hiếu Minh đang quay cho trước mắt các bác này này. Là dòng micro đến từ thương hiệu của Đức, Goda. Các bác quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Đấy, thương hiệu nổi tiếng luôn, nhà cái thương hiệu lớn ấy thì nó sử dụng linh kiện xịn. Đấy, bác nhìn vào cái ruột này. Đấy, đây là nguyên bản nó màu xanh thì em phải đợi bán cho bác màu xanh, chứ em không thể là thay cho bác màu đỏ hay một áo ngân thay bác màu đen hay vào gì được. Nó nguyên bản nó là củ đó này, cũng là màu vàng chanh này, vàng chanh xanh, màu hơi xanh này. Tay cũng màu xanh nhá, nghĩa đồng bộ này màu xanh, mặt nó cũng màu xanh này, nghĩa riêng bộ micro của Goda này. Đấy, màu xanh đúng nhá. Goda. Đấy, tất cả các linh kiện nó linh kiện xịn sò luôn. Đây, bác nhìn vỉ mạch bên trong biết cái dòng nó bắt sóng rất là xa. Một bộ này thì bác mua thì giá rất là đắt, và anh em mua bộ bãi này thì mình sẽ đọc cho bác mức giá rất hợp lý này. 1,6 triệu em hỗ trợ bao ship cho anh em nhá. Hỗ trợ bao ship cho các bác 1,6 triệu. Ok chưa? Giá tốt nhá. Trên thị trường ấy, vỉ xanh thì có nhiều kiểu vỉ xanh, nhưng
nó là các dòng thương hiệu khác các bạn, thương hiệu khác thì linh kiện nó không để bằng này đâu, cái vị chất bác nhìn này nó còn ốp chống và chip xử lý nó khác nhau này. Đấy, nó khác hẳn luôn nhá, vỉ nó to hơn. Con thư IC trên mặt này này, còn những cái vị các vỉ xanh khác nó chỉ là có hai hộp sóng thôi, hoặc là đây là dòng của em mà bốn hộp sóng và cái hai là nó chỉ ngắn đến đoạn điểm này thôi này, như em đang cắt này, cắt ngang này nó chỉ ngắn đến điểm này, nó chỉ IC đến đây thôi. Còn đây thêm nhá. Đấy. Còn bắt sóng rất là xa luôn của Goda luôn này. Đấy. Giải tần 740 này, 790 này, 8 MHz các nhá. Giải rất rộng luôn. Mở cái bộ đẹp này, 1.6 triệu em hỗ trợ bao ship cho các bác anh em. Tay đẹp long lanh nhá. Đẹp như mới, có nhá. Đẹp như mới, thực ra rất vất vả vấn đề là mic bãi này. Em lâu, đáng nghĩa là em quay từ lâu rồi nhưng em phải dọn xong. Rồi em sẽ ra một CD bán giá tốt cho anh em từ cái chụp này. Như mới, các bác rất vệ sinh cho bác về, bác dùng rất vệ sinh luôn. Đấy, hàng em như mới, đừng không để so sánh với những cái bộ là xuất sát đó nhá. Bộ em như mới, có lưu cho em đừng so sánh với những bộ xuất sát với em của mình. Đây là em nói rõ ở hàng bên em mà không phải cọc cạch gì cả, hàng ra lơi xem độ đẹp có biết rồi. Cái này thì sẽ phù hợp theo cái tông của các bác, tông gu. Thì cái bộ này là em nói rõ 1.6 em hỗ trợ bao ship nhá. Đấy. Lẫy nguyên lẫy nhá, không gãy kiểu nhá. Đẹp rồi nó phải nguyên nữa cơ. Đấy. Bảo hành 6 tháng cho anh em, tuyệt vời chưa ạ? Giá những bộ này trên trường, nếu mà những dòng tên tuổi này anh em mua giá, các bác mua phải giữ giá hơn 2 triệu. Đấy. Chúng em bán có 1.6 triệu thôi. Giá sập sàn luôn. Đây có một con này thì nó về nó đè nên nó hơi xước chỗ này, hơi xước cái chữ nhá. Một con này thôi. Đấy. Nói chung giá này thì khỏi nghĩ rồi. Lắp liệu đẹp nhau ấy nhá. Tiếp theo là bộ micro này thì có khoảng gần 20 bộ vỉ tím nguyên lẫy đẹp. Bộ micro vỉ tím thì cũng các bác xem nhiều rồi. Nó củ côn nó sẽ là củ côn màu đen. Nhá, củ côn màu đen, côn nụa nhá, tất cả côn nụa hết, Bayer côn nụa này. Zoom lên. Đấy nói chưa? Và những bộ micro giao tay các bác này, đẹp như mới, ok chưa ạ? Tay đẹp thế này cơ mà. Đấy. Đẹp long lanh này cơ mà. Ok chưa? Các bác cái giá mà em đang bán này, các bác không phải đi mua những cái dòng mic hãng mà khoảng 3 triệu hơn 3 triệu làm gì cả, hay là các bác mua những bộ mic xua nhá gì, các bác cứ dã cho em cái Bayer này. Một là vỉ xanh này, hai vỉ tím này bác dùng cực kỳ bền. Em bán cho bác như kẻ bác chơi một năm sau các bác thích gu, em trừ hao có vài trăm ngàn đồng các bác anh em chơi, ok chưa? Đấy, cái bộ vỉ tím này em sẽ đọc giá cho bác này, 1.900.000 đồng nhá. 1.900.000 đồng. Cái tay này ý, thì nó chỉ là cái dòng này đời rất là cao, nó cùng là vỉ tím nhưng cái dòng đời tay này là nó cùng đời của mic NR ấy, là dòng micro đời rất là cao. Đời rất là cao, nó chỉ tích hợp trong micro cho chuyên anh em đi sự kiện thôi. Một phòng hát được, gia đình được. Đấy. Củ con nụa nhá, đẹp xuất sắc này, vệ sinh hết rồi. Bác nhìn cái chụp chưa? Đấy. Chụp cầu vồng chưa? Chụp cầu vồng chưa? Nó phải đồng bộ với nhau các bạn. Bộ theo chụp cầu vồng luôn được chưa? Cầm bộ này nhìn trông rất cá tính luôn, em thấy cầm bộ này đẹp hơn cả cái bộ màu xanh rêu ấy, hay màu đen tím than hôm qua ấy. Bộ này nhìn cầm rất là tà tính luôn, nhìn nó sang chảnh. Đấy, bác nhìn không? Nhìn trông như kiểu cầm kim cương ấy. Đấy. Đấy, những bộ mic đẹp, cái này có gần 2 bộ thôi bác nhá. 1.900.000. Đây, hộp đầu thu em nó đây. Em cứ vào giá và giá thôi. Bayer Vision. Đấy, bác nhìn cái ruột nó chưa? Chất chưa? Hàng đẹp luôn nhá. Model của nó là Missile M900. Đấy. Đấy, em có gần 20 bộ thôi. Gần 20 bộ, cộng với kia là tổng cộng 26 bộ quay cho bác. Lô màu vàng như nhiều ghê thì em sẽ quay clip sau bác nhé. Thì trong buổi chiều tối hôm nay thì em thứ nhất là cái chương trình này. Em nói rồi. Là tất cả các micro bên em mà quay một clip này em bán giá tốt rồi. Là em chỉ áp dụng như buổi tối em sẽ áp luôn trong buổi tối hôm nay là hôm nay 19 rồi, ngày mai áp dụng hết ngày mai thôi. Hết ngày 20 thôi. Nhà nếu mà nó còn ấy, tồn ấy thì em này phải bán tăng giá ngược lại. Để em đang hỗ trợ các bác đầu tháng cái mức giá này. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em Hiếu Minh nhá. Những bộ mic đẹp này các bác tội gì không chơi mà vệ sinh này. Sạch sẽ và giá sập sàn thị trường Việt Nam luôn. 1.900.000 các bác nhá. Các bác tìm đâu cửa hàng nào bán giá 1.900.000 này. Nhà có cửa hàng bán giá 1.900.000 là anh em gọi là thâu lại của ai đó mà được một bộ lẻ một bộ này thì bán thôi, chứ bảo là về một chồng như em cả lô này thì không có giá này đâu. Nó giống như kiểu cái hàng thanh lý của em thâu là của ai đấy.
thì em bán triệu 7, triệu 8 gì đấy, triệu 9 thôi. Chứ còn nếu mà để nhiều về lô bán giá này thì không có ai bán giá này như em cả Hiếu Minh đâu. Và đây là hàng micro nhà em bảo hành cho bác này thêm 6 tháng nhá. Đẹp nhá. Bác nhá. Đấy. Đấy. Đây là các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị Hiếu Minh Auto em nhá. Và xin thân ái chào tạm bác nhá. Cảm ơn. Và đây các bác có liên hệ em qua số điện thoại này, vì hàng micro em bán đâu hết đấy nên em không chuyển hàng vào Nam đâu, riêng micro bãi này em không chuyển vào Nam vì là số lượng bán đâu hết đấy, nếu mà có chuyển vào Nam thì bán đắt hơn vài trăm ngàn đồng chứ không bán giá này được. Thì bán giá này gọi là cái tri ân của cái tháng 7 này, một cái tháng tuyệt đẹp, nên em có một cái sản, một số cái sản phẩm tri ân đến toàn thể các bác, và chính vì em để dành micro để tri ân đến toàn thể các bác trong cái clip tháng này. Và anh em có nhu cầu thì liên hệ em, và xin là chào tạm biệt nhá.